Trinh xin kính chào quý khán giả của Đài VN TV Houston 55.2. Quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn cộng đồng. Và hôm nay Thùy Trinh cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện một lần nữa với chị Nguyễn Kim Du Hạ, một nhân viên chuyên về thể thức bầu cử của nhà hành chính quận hạt Harris. Xin kính chào chị Du Hạ. Du Hạ xin gửi lời chào đến Thùy Trinh và Du Hạ cũng xin gửi lời kính chào đến quý khán giả của Đài VN TV. Dạ, kính thưa chị Du Hạ và kính thưa quý vị, trong chương trình trước chị Du Hạ cũng đã chia sẻ cho quý đồng hương được biết về tầm quan trọng cũng như là một vài chi tiết về cuộc bầu cử sắp tới đây vào ngày 3 tháng 11 năm 2015. Có lẽ sẽ có rất là nhiều quý cử tri và đặc biệt là những cử tri mới đi bầu lần đầu tiên cũng đang thắc mắc là không biết là mình sẽ có thể đi bầu ở đâu hay là phải bỏ phiếu như thế nào cho hợp lệ. Và thưa quý vị, chính vì lý do đó mà hôm nay chị Du Hạ lại có mặt ở đây một lần nữa để cung cấp thêm những chi tiết về cuộc bầu cử cũng như là cách thức bầu cử cho quý cử tri được biết rõ hơn về cuộc bầu cử sắp tới. Vậy thưa chị Du Hạ, chị có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết những chi tiết về cuộc bầu cử sắp tới đây vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 không? Thưa Thùy Trinh và cũng kính gửi thưa quý khán thính giả của Đài VN TV. Thì như quý vị biết là quý vị có lẽ những ngày gần đây quý vị đi dọc theo những cái đường phố hoặc là coi những cái tin tức thì quý vị biết là chúng ta sắp có cuộc bầu cử tại địa phương của chúng ta đây, riêng tại thành phố Houston cũng như là tại quận hạt Harris cũng như những cái quận hạt lân cận. Thì Du Hạ xin nói riêng về quận hạt Harris vì Du Hạ chỉ làm cho địa hạt quận Harris mà thôi. Thì nếu như những quý vị nào đi bầu cử trong đợt tháng 11 sắp tới đây thì quý vị sẽ thấy có 7 tu chính hiến pháp của tiểu bang Texas. Trong đó có một số tu chính về những cái ngân khoản hoặc là những cái tài chánh của tiểu bang sẽ đưa xuống cho từng cấp bậc địa phương để sửa sang đường xá cũng như là công viên. Và thêm vào đó, quận hạt Harris cũng có 4 cái dự luật về trái phiếu để có thể xin thêm ngân khoản để sửa sang một số công viên của thành phố, của tiểu bang và cũng như là quận hạt và một số hạ tầng cơ sở của quận hạt. Và đặc biệt riêng cho những cử tri trong thành phố Houston thì nếu như quý vị trực thuộc thành phố Houston thì quý vị sẽ đủ quyền và hội đủ điều kiện để bầu cho chức vụ thị trưởng năm nay, vì như quý vị biết là bà thị trưởng Houston của chúng ta đã đáo hạn nhiệm kỳ trong năm nay và năm tới chúng ta bắt buộc phải có một vị thị trưởng mới, và năm nay quý vị cử tri trong thành phố Houston sẽ bầu cho cái vị thị trưởng mới đó và đồng thời thêm cái chức vụ vị tài chánh của thành phố, có nghĩa là tổng giám đốc tài chánh của thành phố Houston, cũng như là 5 vị nghị viên toàn vùng, có nghĩa là những nghị viên đã coi luôn tất cả mọi khu vực trong thành phố. Và riêng những quý vị nào mà ở trong những cư ngụ trong những cái khu vực nghị viên riêng từng vùng một, ví dụ như từ A, B, C cho đến K luôn đó, thì quý vị có thể bầu cho những ứng cử viên trong khu vực quý vị đang cư ngụ nữa. Ví dụ như quý vị ở trong khu vực A thì quý vị có thể bầu cho những ứng cử viên trong khu vực A mà không thể bầu cho những khu vực ở trong khu vực khác được. Dư hại lưu ý điều đó bởi vì có một số quý vị nghĩ là tại vì năm nay có một số quý vị cứ nghĩ là mình có thể bầu hết cho tất cả mọi người, cho nên Du Hạ nhắc lại điều đó một lần nữa. Và dĩ nhiên có một số quý vị nếu ở trong những khu họp chánh, chẳng hạn như Alive, Houston hoặc là những khu họp chánh lân cận như Spring, Cypress, Fairbanks thì có những cái cũng có một số chức vụ ủy viên hội đồng hoặc là những cái chức vụ về ban giám đốc của những khu họp chánh đó, họ cũng ra tranh cử và kể cả những cái dự luật về trái phiếu của từng khu họp chánh để họ xin ngân khoản cho những khu họp chánh đó cũng có. Cho nên nếu quý vị trực thuộc khu họp chánh nào thì quý vị cũng sẽ thấy trong lá phiếu của mình có những cái điều khoản hoặc là những cái đơn vị trong khu họp chánh đó nữa. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Du Hạ. Vậy thì thưa chị Du Hạ, trong những cuộc bầu cử của những năm trước thường thấy có rất là nhiều ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử cho nhiều chức vụ khác nhau. Vậy thì trong lá phiếu năm nay không biết là có những ứng cử viên gốc Việt nào ra tranh cử hay không? Như Thùy Trinh cũng như là quý khán thính giả cũng biết là đa số những cái cuộc bầu cử gần đây tại địa phương của chúng ta thì chúng ta thường thấy có một số ứng cử viên gốc Việt, có nghĩa là người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, thì năm nay cũng không ngoại lệ. Thì năm nay trong cái chức vụ thị trưởng ra tranh cử cho thị trưởng của thành phố Houston cũng có một ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử. Riêng trong chức vụ nghị viên của thành phố của hai khu vực, thứ nhất là khu vực F thì sẽ trong đó có 3 ứng cử viên ra tranh cử, thì có 2 ứng cử viên sẽ là người Việt Nam gốc Việt. Còn trong cái khu vực J, có nghĩa là dọc theo Sophomore rồi dọc theo 59 đó, phía đường 59 South thì có 4 ứng cử viên ra tranh cử cho chức vụ nghị viên District J, thì trong đó cũng có một ứng cử viên gốc Việt. Và riêng trong cái khu họp chánh Alive thì
có một số chức vụ cũng có ứng cử viên gốc Việt mình ra tranh cử, trong đó chẳng hạn như ủy viên hội đồng của khu học tránh Elif đơn vị số 1, thì cũng trong đó có hai ứng cử viên ra tranh cử, thì trong đó có một ứng cử viên là gốc Việt của chúng ta. Vâng, cảm ơn thưa chị. Vậy thì mọi người cũng biết là cái ngày bầu cử chính thức của mình là vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 sắp tới đây. Nhưng mà nếu như trong cái ngày bầu cử chính thức mà có những người mà phải có bận công việc hay là phải đi công tác xa, thì là mình có những cái ngày hoặc giờ nào mà để cho quý cử tri có thể đi bầu cử sớm được không chị? À được chứ, tại vì không những chỉ tiểu bang Texas nói chung mà tại quận hạt Harris nói riêng, thì ngoài ngày bầu cử chính thức thì trước đó chúng tôi còn có 12 ngày bầu cử sớm. Thì năm nay ngày bầu cử sớm sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 kéo dài liên tiếp 12 ngày cho đến ngày 30 tháng 10. Nếu như những quý vị muốn biết thêm những chi tiết đó thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua số điện thoại 713-274-9557 hoặc có thể vào thẳng trang mạng của chúng tôi là harrisvotes.com. Và Du Hạ thường luôn nhắc đến chương trình bầu cử sớm bởi vì đặc biệt là khi quý vị đi bầu cử sớm thì quý vị, nếu như quý vị đã là cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị có thể đi bầu cử sớm ở 141 địa điểm bầu cử sớm của quận hạt Harris đều được. Có nghĩa là quý vị là cử tri của quận hạt nào thì quý vị đủ quyền để đi bầu cử sớm trong tất cả những cái địa điểm bầu cử sớm trong quận hạt đó. Và năm nay Du Hạ có một điều Du Hạ xin lưu ý với quý vị, đặc biệt là những quý vị đồng hương trong khu vực Southwest, có nghĩa là gần phía đường Bel Air, Business này nọ, thì quý vị thường đã quen với cái thư viện Elif trên đường South Cutwood mà mọi năm chúng ta vẫn đi bầu cử sớm ở đó. Thì Du Hạ xin lưu ý là năm nay thư viện Elif sẽ đóng cửa và không mở cửa cho cuộc bầu cử sớm năm nay, mà chúng tôi đã rời về địa điểm mới là nằm trên đường Cook, nó ngay góc đường Cook và đường High Star. Địa chỉ chỗ đó là 4250 đường Cook Road. Nếu như quý vị muốn đi bầu cử sớm ở trong khu vực Southwest, quý vị có thể đến đó bầu cử sớm. Hoặc là có một số địa điểm khác trong vùng Southwest nữa, chẳng hạn như quý vị ở phía gần ba đường Bel Air và đường Bellway hoặc là đường Westport đó, thì cũng có cái trung tâm JCG, cũng là một trong những cái địa điểm bầu cử sớm. Hoặc là quý vị ở phía bên kia 59 thì quý vị quen thuộc với cái địa điểm trên công viên Bayland Park, thì đó cũng là một cái địa điểm bầu cử sớm năm nay. Thì nếu như quý vị muốn biết thêm những cái địa điểm đó hoặc là muốn biết những cái địa điểm bầu cử sớm nào mà thuận tiện cho quý vị thì quý vị có thể lên trang mạng của chúng tôi là harrisvotes.com hoặc có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình này. Và cảm ơn phần chia sẻ của chị Du Hạ. Có lẽ câu hỏi sắp tới đây mà Thùy Trinh muốn hỏi chị Du Hạ cũng là câu hỏi mà rất là nhiều quý cử tri đang thắc mắc, là không biết là khi mình đi tới phòng phiếu mình phải mang theo giấy tờ hay là những thẻ căn cước nào khi mang tới phòng phiếu. Chị có thể chia sẻ cho quý đồng hương được rõ hơn. Thì như Thùy Trinh cũng như là quý khán thính giả đều biết là đôi khi chúng ta đi đến những cái văn phòng cộng đồng hoặc là những cái đơn vị hành chính khác thì chúng ta cũng cần phải mang theo những cái thẻ căn cước để cho người ta biết mình là ai. Thì khi mà quý vị đi bầu cũng có những cái điều đó, và bắt đầu từ năm 2013 cho đến bây giờ thì tiểu bang Texas của chúng ta đã ra một cái luật mới là tất cả những cử tri hội đủ điều kiện khi quý vị đích thân đến phòng phiếu đi bầu thì quý vị bắt buộc phải mang theo những cái thẻ căn cước có hình ảnh mà tiểu bang đã chấp thuận. Chứ không thể như ngày xưa chúng ta chỉ cần mang theo cái thẻ cử tri, khi mà mình người ta gửi cái thẻ cử tri cho mình thì mình mang cái đó đến phòng phiếu cũng được chấp thuận. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể mang cái đó không, mà bắt buộc phải mang theo những cái thẻ căn cước có hình ảnh, trong đó bao gồm, Du Hạ sẽ liệt kê ra đây. Thứ nhất là bằng lái xe của tiểu bang Texas cấp. Thứ hai là cái thẻ căn cước cá nhân, gọi là cái personal identification đó, của tiểu bang Texas cấp. Hoặc có thể một số quý vị có mua súng và có cái giấy phép mang súng của tiểu bang cấp thì quý vị cũng có thể mang cái giấy phép đó đến phòng phiếu. Hoặc là Du Hạ biết cũng có một số quý vị ở trong quân đội, quý vị có cái thẻ căn cước của quân nhân thì quý vị cũng có thể dùng cái đó đến phòng phiếu để đi bầu. Hoặc là có một số quý vị khi mà mình vô quốc tịch xong mình có cái passport là cái chiếu khán á, thì mình cũng có thể mang cái chiếu khán đó đến phòng phiếu. Ngoài ra nếu như quý vị không có những cái giấy tờ tùy thân đó mà có chỉ có thể bảo không biết bằng lái mình ở đâu, cũng chẳng biết cái passport mình ở đâu, thì quý vị có thể ghé đến văn phòng DPS để xin một cái giấy chứng nhận cử tri và họ cấp phát cho mình miễn phí có hình ảnh trong đó, thì quý vị cũng có thể mang cái đó đến phòng phiếu. Và Du Hạ xin nhắc lại là quý vị phải mang những cái đó đến phòng phiếu thì người ta mới chấp thuận cho quý vị, bởi vì trong đó có hình ảnh, có tên tuổi của mình, và chúng tôi chỉ dò theo tên và hình ảnh của quý vị chứ chúng tôi không có hỏi địa chỉ. Cho nên nếu như quý vị thay đổi địa chỉ thì quý vị đó là cái sự tự do của quý vị, và chúng tôi chỉ cần biết trong đó là tên và hình ảnh của quý vị là cùng một người mà thôi. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Du Hạ. Vậy thì Thùy Trinh cũng có một câu hỏi muốn hỏi chị là
giả sử như là một người nào đó mới từ tiểu bang khác move qua tiểu bang Texas mình ở, nhưng mà mới chỉ được một thời gian ngắn thôi, chưa kịp đổi bằng lái xe mà sắp sửa tới cuộc bầu cử sắp tới đây, vậy thì có hợp lệ cho người đó để đi bầu cử không thưa chị? Thì nếu mà giả sử như bây giờ Du Hạ ví dụ như Thùy Trinh mới dọn qua tiểu bang này mà chưa kịp đổi bằng lái, thì quý vị cũng có thể mang theo cái thẻ chẳng hạn như cái passport của mình đó. Thường thường mình vô quốc tịch thì thường thường mình hay có cái chiếu khám, là cái hộ chiếu, thì nó có hai loại, một loại là trong cái quyển sách, hoặc là có một loại bây giờ mới nó lại trong cái một cái thẻ giống như cái bằng lái vậy đó. Thì quý vị cũng có thể mang cái đó đến phòng phiếu. Nhưng nếu như quý vị mang cái bằng lái mà của tiểu bang khác thì chúng tôi không có chấp thuận, mà Du Hạ xin nhắc lại một lần nữa là phải dùng cái bằng lái của tiểu bang Texas, hoặc là dùng cái thẻ căn cước của tiểu bang Texas cấp. Còn nếu như quý vị không có bằng lái hoặc là những cái thẻ căn cước của tiểu bang cấp thì bắt buộc quý vị phải dùng hoặc là cái hộ chiếu, là cái chiếu khán, là passport của mình đó, hoặc là quý vị phải dùng những cái giấy tờ của trong quân nhân, tại vì cái đó là của liên bang cấp. Chứ còn nếu như quý vị không có những cái đó thì quý vị bắt buộc phải mang làm lại cái bằng lái mới. Cảm ơn chị Du Hạ. Theo như Thùy Trinh cũng được biết là cách đây mười mấy năm, tiểu bang Texas của mình vẫn dùng là mọi người viết bằng tay lên lá phiếu rồi bỏ vào thùng phiếu. Nhưng mà bây giờ thì mình mỗi người mà khi đi bầu là phải bầu cử trên máy. Thì có lẽ đối với những cái cử tri mà có thể đi bầu mấy năm trước rồi thì cũng có quen với những việc đó rồi. Nhưng mà với những cử tri mà mới đi bầu lần đầu tiên thì có họ cũng cảm thấy xa lạ với cái việc mà bầu cử trên máy. Chị có thể chia sẻ hay là chỉ cho quý vị được biết rõ hơn về cách thức bầu cử trên máy như thế nào được không? Dạ vâng, nên đó là lý do hôm nay mà Du Hạ đã mang cái máy bầu cử. Nếu như quý vị, những quý vị nào đã từng đi bầu rồi đó thì quý vị sẽ thấy cái máy rất là quen thuộc. Còn những quý vị nào mới lần đầu tiên ghi danh hoặc là lần đầu tiên đi bầu thì quý vị thấy ủa sao nhìn cái máy nó giống cái iPad. Khi mà quý vị đến phòng phiếu thì người ta sẽ dò thấy cái thẻ căn cước của mình, và nếu như quý vị đã có trong hồ sơ cử tri thì người ta sẽ cấp phát cho quý vị một cái mật mã, mã số có 4 con số, và quý vị sẽ mang cái 4 con số đó đến một cái quầy phiếu, và trong quầy phiếu đó quý vị sẽ thấy một cái máy như Du Hạ đang cầm trên tay này. Nhìn thì nó hơi hơi giống cái iPad, rồi thấy những cái ô cũng giống như iPad, rồi thấy lấy tay đụng đụng hoài, ủa sao nó không chạy, máy nó hư rồi phải không? Dạ không phải thưa quý vị. Khi quý vị thấy cái máy bầu cử này, quý vị bắt buộc phải dùng tất cả những cái nút ở dưới này hoặc là một trong những cái nút ở dưới cái máy để quý vị điều khiển cái máy này, chứ quý vị động tay vào đây nó không có chạy. Và trong lá phiếu năm nay chúng ta có 4 ngôn ngữ khác nhau, là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa. Và nếu như quý vị muốn lựa chọn ngôn ngữ nào thì quý vị chỉ việc quay cái bánh xe tròn tròn ở dưới, quay cho đến cái ngôn ngữ đó. Thì trong đây ví dụ như Du Hạ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt thì Du Hạ sẽ quay cái màu đỏ đỏ đến tiếng Việt như vậy, và Du Hạ bấm cái nút Enter ngay bên cạnh cái bánh xe. Khi bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình gọi là bỏ cái mã số truy cập mà hồi nãy mà nhân viên bầu cử đã đưa cho mình đó, thì nó có 4 con số mà thôi. Ví dụ bây giờ người ta đưa cho Du Hạ số 1234 thì Du Hạ thấy số 1, Du Hạ bấm nút Enter và tiếp tục quay bánh xe qua số kế tiếp. Và cứ vậy quay kế tiếp cho đến khi nào hết 4 con số đó. Và khi quý vị đã bấm hết 4 con số đó, quý vị sẽ vô một cái lá phiếu hoàn toàn bằng tiếng Việt, ngoại trừ tên của những cái ứng cử viên mà thôi. Bởi vì chúng tôi dĩ nhiên chúng tôi không thể nào mà dịch cái tên của ứng cử viên ra được hết. Chúng tôi chỉ có thể dịch những cái chức vụ hoặc là những cái dự luật ra tiếng Việt cho quý vị mà thôi. Còn tên tất cả những ứng cử viên chúng tôi vẫn phải dùng theo đúng tên trong giấy tờ của người ta. Và khi năm nay có một điều đặc biệt là Du Hạ xin lưu ý quý vị là quý vị không thể nào bầu theo từng đảng phái được. Bởi vì năm nay lá phiếu chỉ có thể tên những cái chức vụ hoặc là tên của những ứng cử viên liệt kê theo từng chức vụ mà thôi, chứ chúng tôi không có liệt kê theo từng đảng phái. Bởi vậy nếu như quý vị muốn bầu cho ai, quý vị bắt buộc phải theo xuống từng chức vụ và lựa chọn theo từng cái chức vụ đó. Và nếu như quý vị muốn lựa chọn ai, quý vị có thể trong mỗi cái chức vụ nó có một cái ô vuông riêng, và trong đó có thể danh sách của những ứng cử viên từ 1 cho đến 13 người tùy theo từng chức vụ khác nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn chọn cái người đầu tiên, quý vị có thể quay bánh xe đến cái tên đầu tiên đó, quý vị bấm nút Enter và quý vị cứ tiếp tục chạy như vậy cho đến những cái chức vụ sau này. Muốn chọn ai thì quý vị cứ bấm thấy cái màu xanh xanh và ngay tên cái người đó thì quý vị bấm nút Enter. Và giả sử như đến lúc này đôi khi mình bấm lộn tên rồi bảo thôi chết rồi, không lẽ bây giờ bầu lộn người hay sao, bảo thưa không sao ạ. Quý vị cứ việc quay cái bánh xe quay ngược lại qua cái tên mà mình muốn sửa đổi và quý vị bấm nút Enter trở lại thì cái tên mình sửa đổi nó sẽ tự động được lựa chọn trở lại. Và quý vị cứ việc từ từ lựa chọn và bầu cho đến làm sao cho đến khi mà quý vị quay đến cái trang cuối cùng của lá phiếu thì quý vị sẽ có thể thấy một số dự luật của thành phố năm nay đưa ra. Trong đây năm nay có hai cái dự luật của thành phố Houston. Nếu như quý vị trong thành phố Houston, hoặc là quý vị có thể thấy một số dự luật của tiểu bang hoặc là của quận hạt,
thì quý vị có thể bầu thuận hoặc trống theo những cái dự luật đó, tùy theo quý vị lựa chọn, hoặc là quý vị có thể bỏ trống cũng được, không có sao cả. Và bắt buộc phải quay làm sao đó và bầu chọn làm sao cho đến trang cuối cùng của cái lá phiếu, gọi là trang tóm lược lá phiếu. Bởi vì khi này chúng tôi sẽ ghi hết tất cả những cái chức vụ cũng như là những cái dự luật có trong lá phiếu, và bên cạnh đó là tất cả những cái lựa chọn của quý vị, chẳng hạn như tên của ứng cử viên, hoặc là quý vị có thể bầu thuận hoặc chống cho những cái dự luật đó. Và đến giờ phút này, nếu như quý vị đã đồng ý với cái lá phiếu của mình thì quý vị có thể bầu cử ngay bây giờ. Hoặc là nếu đôi khi đến đây mà mình bảo ủa có một số chức vụ trong đây tôi chưa có bầu, tôi quên, thì quý vị có thể quay ngược bánh xe trở lại cái lá phiếu của mình và vẫn có thể được bầu chọn tiếp, chứ không bắt buộc là đến đó là mình phải hay mình hết. Và khi quý vị bầu chọn xong thì quý vị xuống lại cái trang tóm lược lá phiếu. Du Hạ xin quý vị đọc lại một lần cuối cùng cho thật chắc chắn, biết chắc là những cái lựa chọn của mình đã theo đúng sự lựa chọn và theo đúng cái suy nghĩ của mình. Thì quý vị đến đây bắt buộc quý vị phải bấm cái nút đỏ duy nhất trên cái máy, gọi là cái nút cast ballot, bởi vì đến lúc này là mình bỏ cái lá phiếu mình vô thùng đó. Thì lúc đó quý vị bấm cái nút cast ballot xong thì xin quý vị vui lòng đợi một chút xíu cho đến khi nào quý vị thấy cái hình lá cờ Mỹ mà bay bay trên cái màn hình đó, thì lúc đó quý vị có thể rời cái quầy phiếu và đi về hoặc là ra về. Bởi vì nếu như quý vị chưa thấy cái hình lá cờ bay bay trên màn hình có nghĩa là quý vị chưa có bầu chọn xong. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất là hữu ích của chị Du Hạ. Vậy cho Thùy Trinh cũng hỏi thêm là có thể quý khán giả cũng theo dõi cái phần chia sẻ của chị vừa rồi, nhưng mà họ cũng thắc mắc là lỡ khi họ quên, bởi vì có nhiều bước họ không có nhớ được hết. Vậy thì cái hôm mà tới cái ngày mà đi bỏ phiếu, vậy thì mỗi lần mà từng người đi lên bỏ phiếu, có ai đứng hướng dẫn họ từng bước để mà giúp họ cách sử dụng cái máy này được không chị? À, thưa có Thùy Trinh, và dĩ nhiên tại tất cả những cái địa điểm bầu cử sớm trong quận hạt Harris, chúng tôi đều có nhân viên biết nói tiếng Việt làm việc tại đó, để nếu như quý vị cần sự trợ giúp trong cái cách sử dụng cái máy thì nhân viên của chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị cách sử dụng cái máy. Và dĩ nhiên chúng tôi chỉ có thể giúp quý vị hướng dẫn quý vị sử dụng cái máy, mà chúng tôi không tài nào và cũng không có cách nào và cũng không được phép chỉ cho quý vị phải bầu chọn cho ai được hết. Và một số địa điểm trong ngày bầu cử sớm, có nghĩa là một ngày trong ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11, thì chỉ có một số địa điểm nào mà có đông cư dân Việt Nam ở thì chúng tôi cũng sẽ có một số nhân viên biết nói tiếng Việt làm việc tại đó để hướng dẫn cho quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể mang theo những người thân trong gia đình, chẳng hạn như con cháu trong nhà, mang theo để những người gia đình mình cũng có thể hướng dẫn cho quý vị nếu như những người đó biết cách sử dụng cái máy. Còn giả sử như đến lúc đó mà quý vị nghĩ là thôi tôi có thể làm tự một mình thì dĩ nhiên quý vị có thể tự làm. Hoặc là có một số quý vị mà không có nhìn rõ chữ ở trên cái máy thì chúng tôi cũng có một cái máy riêng, và trong đó chúng tôi có cái headphone để quý vị có thể nghe, và sẽ có người đọc sẵn cái lá phiếu cho quý vị và quý vị cũng có thể bầu chọn theo cách đó. Cảm ơn chị Du Hạ. Vậy thì sau cuộc trò chuyện vừa rồi thì chị cũng đã cung cấp thêm những cái chi tiết cho quý đồng hương được rõ hơn về cuộc bầu cử sắp tới. Vậy thì vì thời gian có giới hạn, chị có thể tổng kết lại những điểm chính cho cuộc bầu cử sắp tới hay không? Và Du Hạ cũng xin cảm ơn Thùy Trinh, và Du Hạ cũng xin gửi lời cảm ơn đến đài VenTV đã cho Du Hạ có cơ hội lên đây để mang những cái thông tin bầu cử cần thiết đến cho đồng hương Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cho quý vị cử tri trong quận hạt Harris nói chung và tại thành phố Houston nói riêng. Và nếu như quý vị muốn biết thêm những cái thông tin cần thiết về cuộc bầu cử sắp tới, hoặc là muốn biết thêm về những cái thể thức bầu cử, quý vị có thể liên lạc với văn phòng bầu cử của chúng tôi qua số điện thoại 713-274-9557 hoặc 713-274-9604, hoặc quý vị cũng có thể vào thẳng trang mạng của chúng tôi là harrisvotes.com, trong đó có riêng một trang bằng tiếng Việt để cho quý vị đồng hương của chúng ta có thể tiện theo dõi và có thể biết được những cái lá phiếu của mình sẽ có những gì và những cái địa điểm bầu cử của mình ra sao. Và xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Du Hạ. Kính thưa quý vị, với phần chia sẻ của chị Du Hạ vừa rồi thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà phải đi bỏ phiếu, bởi vì Thùy Trinh cũng nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều người lớn tuổi hoặc là họ cũng kém về tiếng Anh. Nhưng mà quý vị đừng có lo, bởi vì khi mà quý vị tới phòng phiếu là khi quý vị sử dụng máy để bầu cử thì trên máy cũng đã có phần tiếng Việt để giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong cái việc đi bỏ phiếu. Và Thùy Trinh cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn chị Du Hạ cũng đã đến đây chia sẻ những chi tiết rất là hữu ích về cuộc bầu cử. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình sau một vài thông tin thương mại, những chương trình tiếp theo sẽ được gửi đến quý vị.